Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái thao tác cơ bản để có thể tiến hành một vài cái phân tích trong phần mềm Eutech Analyst 2011 và từ đó có thể giúp các bạn điều chỉnh và so sánh các phương án thiết kế với nhau. Thì đây là cái mô hình mà chúng ta đã tạo ra trong các bài học lần trước. Như mình đã nói, trước khi các bạn tiến hành phân tích thì các bạn cần phải load các file dữ liệu thời tiết, điều chỉnh ngày tháng, thiết lập các thông tin về zone. Đấy. Cũng như là thực hiện fix link và check lại cái mô hình của chúng ta. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ kích vào Analyst để chúng ta có thể tiến hành phân tích. Khi vào Analyst chúng ta sẽ có những cái công cụ phân tích nó nằm ở đây. Đấy. Và tùy mỗi loại công tích phân tích chúng ta sẽ thiết lập khác nhau. Ví như ở đây chúng ta sẽ tiến hành phân tích về nhiệt Thermal Analyst. Trong mục ở đây chúng ta sẽ có các cái loại tính toán như sau. Đấy, các bạn sẽ thấy. Và mỗi loại tính toán này chúng ta sẽ có ra những kết quả khác nhau. Ví dụ như mình sẽ chọn phân tích hourly heat gain loss. Thì phân tích này sẽ cho chúng ta biết là cái mức độ tổn thất nhiệt khi hàng giờ chúng ta sẽ như thế nào. Và khi mình chọn cái này rồi thì mình có thể kích vào calculate. Mình kích vào ok. Phần mềm sẽ tính toán và cho chúng ta ra kết quả trong một giây lát. Đấy. Các bạn thấy rằng thì Ecotech nó ra chúng ta ra một cái biểu đồ với các đường. Và mỗi cái đường này nó sẽ tương ứng với một loại giá trị về nhiệt trong phần mềm Ecotech khi chúng ta phân tích về nhiệt. Chúng ta cũng có thể thấy các bảng ở đây. Đấy. Các bạn có thể kích chuột phải, chọn Copy Graph, chọn Copy as Bitmap. Các bạn có thể kích chuột phải vào đây và chọn cái loại bảng mà các bạn mong muốn chúng ta biểu diễn kết quả. Đấy, mỗi bảng sẽ có một cách biểu diễn khác nhau như thế này. Và các bạn cũng có thể chọn Generate Report, chọn các định dạng. Ví dụ đây mình chọn Format HTMLPay, mình kích vào OK. Chúng ta sẽ có một cái bảng báo cáo kết quả như thế này. Hoặc các bạn cũng có thể kích vào đây, chọn Save to File. Đấy, và lưu cho bạn cái file mà các bạn mong muốn. Các bạn cũng có thể lựa chọn một vài cái phân tích khác, ví dụ như là Monthly Load Discomfort. Đó là cái tải nhiệt mà các bạn sẽ cần để làm mát, làm cho khoảng dễ chịu trong các tháng. Thì đây các bạn cũng kích vào Calculate, phần mềm tính toán, và chúng ta sẽ có ra được một cái biểu đồ như thế này. Và khi có cái biểu đồ này thì các bạn hoàn toàn có thể kích chuột phải và chọn Storage Heat thì chúng ta có thể lưu cái kết quả này lại đây. Và tương tự các bạn có thể kích dưới đây và chọn các cái chế độ hiển thị cũng như là lưu lại. Phần mềm Ecotech là một phần mềm phân tích năng lượng, và khi chúng ta phân tích năng lượng, mục đích chúng ta sẽ là để đề xuất ra cái phương án thiết kế tối ưu. Giả sử như bây giờ phương án chúng ta nó đang như thế này và mình muốn cải thiện cái mức năng lượng cho công trình. Các bạn để ý rằng ở đây hiện tại cái năng lượng chúng ta đang dừng ở mức là 2 triệu 3, đấy, khoảng 2 triệu 3 ở đây. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành một vài cái thao tác để có thể cải thiện. Ví dụ như mình sẽ vào sử dụng công cụ Run the Weather Tool để thiết lập cái hướng nhà tốt nhất. Ở đây mình hướng được là hướng 170 độ. Thì mình sẽ vào thiết lập cho dự án chúng ta, ví dụ như mình sẽ cho nó về 170 độ. Đấy. Sau đấy mình sẽ thử lại phân tích. Các bạn sẽ thấy rằng đấy, những phân tích của chúng ta nó sẽ được giảm bớt, ví dụ như mùa nóng nó sẽ giảm đi và mùa lạnh nó sẽ tăng lên như thế này. Đấy. Hoặc các bạn cũng có thể điều chỉnh, ví dụ như là điều chỉnh về vật liệu. Mình sẽ sử dụng công cụ là Select by Element và mình chọn các bức tường. Các bạn thấy hiện tại thì các bức tường của chúng ta chưa thiết là vật liệu. Mình có thể vào Material Assignment và mình sẽ chọn một loại bức tường nào đấy, ví dụ như là một bức tường Hammer Cast Masonry chẳng hạn. Đây mình chọn như thế. Hoặc mình sẽ chọn tiếp là các chiếc cửa sổ Window. Đấy, mình sẽ chọn lại cửa sổ là Double Glass Lowy, mình kéo là trên. Bây giờ mình sẽ kích vào đây chọn Store Research để lưu kết quả. Đấy. Sau đấy mình sẽ kích vào Calculate. Các bạn thấy rằng sau khi chúng ta điều chỉnh về vật liệu đấy, thì các thông số chúng ta đã tiếp tục giảm bớt. Đây là trước kia và đây là bây giờ sau khi điều chỉnh. Đấy. Và có một lưu ý đó là trong Ecotech các bạn hoàn toàn có thể tiến hành hàng loạt các phân tích, từ đấy đề xuất ra những cái phương án thiết kế tối ưu về năng lượng giúp các công trình của bạn
có thể thiết kế một cách tốt nhất về mặt năng lượng, tiết kiệm hơn. Đấy, đây là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể tiến hành phân tích trong Ecotech, và các bạn hoàn toàn có thể là tự do khám phá tiếp các công cụ ở đây và các cụ calculate ở đây. Đấy, và mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.